đạp cái túi của mẹ. Con muốn gỡ giày da. Con gỡ giày da xong rồi con mở cái tủ gỡ giày vô. Mà con đóng cửa lại. Ôi trời, giỏi rồi, lệnh vô. Bây giờ lấy cái dĩa ra phụ mẹ nè. Để chưng trái cây. Con có chưng trái cây với mẹ không? Dạ mà. Quả này là quả gì? Quả chanh. Đu đủ. Quả này. Đu. Quả dừa. Quả này quả gì? Mãng cầu. Quả này quả gì? Quả táo. Quả táo tiếng Anh gọi sao? Mùa lạ quét. Cái này để lên bàn thờ. Rồi, bây giờ mình làm cái này nữa đi Thỏ. Trò chơi trang trí. Qua đây. Nè Thỏ, bây giờ Thỏ treo cái này lên nè. Đốt pháo này đổ vô, đổ đùng 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 đùng. Mở cọng dây này ra nè. Chớp. Đó, con mở cọng dây ra, con treo vô. Good job. Wow, cái này là câu đối. Mình sẽ treo ở đâu? Mình treo ở đâu? Được không? Wow. Mình để cái mai này qua đâu? Cái mai. Cái mai. Ở đây được không? Yeah. À, bé hiểu rằng cái Tết là cái mà mọi người sẽ chuẩn bị rộn ràng cho không khí gia đình và không khí của sự xuân vầy. À, những người trong gia đình nói những câu tốt đẹp với nhau, chúc cho nhau những cái điều đầu năm thật là suôn sẻ, thật là thuận lợi. Và các bé thì được cho áo mới, được dẫn đi chơi, sẽ có cái dịp mà được nghỉ học, gặp nhau rất là nhiều ngày. Đứa Thỏ, bánh này là bánh gì? Bánh mì. Bánh chưng. Bánh mì. Bánh mì. Bánh chưng. Bà có ăn bánh chưng mà. Ừ. Mẹ cắt bánh chưng ra nha. Dạ. Lá này là lá gì Thỏ biết không? Lá dừa. Lá dông. Lá dông. Lá dông để gói bánh chưng. Wow. Dính tay Thỏ đó. Để mẹ lột cho. Dính tay mẹ cho. Chưa nha. 1, 2, 3. Chờ mẹ chút nha. Ôi, thương quá à. Cưng mẹ dữ vậy á hả? Con yêu ai nhất trên đời? Yêu mẹ trên đời. Có, từ từ. Hay là Thỏ múc cái trứng đi. Cái trứng mẹ nè hả? Thỏ tự làm đi. Con xắt ra đi. Con dặm đi, con dặm ra. Con dặm đi, con dặm ra. Con giỏi mà. Trời. Này lấy cái muỗng này sắn nè, đó. Quá được rồi đó. Ngon con. Tại vì bình thường ở nhà thì bà hay mua những cái bánh tét về để cho bà cắt cho bé ăn. Thì bé không có nhìn thấy cái hình dạng ở ngoài đâu. Bé cứ thấy cái nếp xanh ở ngoài là cái nếp ở trong là có thịt, có đậu là bé sẽ gọi là bánh tét. Nhưng mà hôm nay mẹ có dịp mẹ sẽ dạy bé là cái bánh chưng là hình vuông, bánh tét là hình tròn. Bé một lần, hai lần bé nói nhầm, nhưng sau đó bé lại biết nói lại đây là bánh chưng. Và tôi nghĩ rằng bé sẽ xác nhận rất là nhanh. Bây giờ mẹ vô mẹ đập trứng ra làm chả nha. Giờ mẹ đập trứng ra mẹ quậy 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 quậy, mẹ đánh. Vui thiệt là vui luôn. Chơi không? Ăn hết đi.
cái hay mẹ phụ con? Hôm nay bé Thỏ làm chả nha, rồi mẹ phụ bé Thỏ nha. Trò chơi đập trứng. Trời, dơ quá con ơi. Cuộc trời, cuộc đời tôi chưa thấy con nhỏ nào nó nham nhở như con nói này. Bây giờ mình chơi chơi nấu ăn đi. Con nấu nhà hàng nha. Nấu nhà hàng nha. Đập bể trứng bỏ vô đây luôn. 1, 2, 3. Trời ơi. Dạ. Đập vô cái tô nè. Đập mạnh được. Bớt mạnh vô. Đó. Quá wow, giỏi quá. Nè, bây giờ đánh trứng với mẹ nè. Đánh được. Đánh nè. À, đánh vô cái trứng chứ đâu có đánh lên bàn. Cái lên. Mạnh lên. Hai tay luôn, quay quay quay. Chu 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 chu. Đố Thỏ năm nay Tết này là Tết con gì? Tết con gà. Sao Thỏ biết Tết con gà? Tại vì hôm nay trúng lượng mới con gà nè. Đừng có đụng vô cái bếp nha, nóng lắm. Lại tôi ăn gà. Nè coi mẹ làm nè. Đổ vô. Mẹ dạy cho con chim một không à? Nè con lại đây. Lại đây nè. Rồi cầm cái này nè. Lắc qua lắc lại nè cho nó. Lắc qua lắc lại. Bây giờ em Thỏ lấy cái này xuôi vô đây. Khéo khéo từ từ nha. Wow. Rồi bây giờ mình chiên em khác nha. Rồi nửa múc nữa. Xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dọn cái bếp. Hôm nay bé giúp mẹ làm chả. Bởi vì năm nào cũng vậy, cái truyền thống là chúng tôi sẽ làm chả cá thác lát cuộn trứng. Tôi nghĩ rằng bé rất là thích làm bếp. Và thay vì bé chơi bằng bếp gỗ hoặc là chơi những cái thứ tưởng tượng thì bé cũng giúp được mẹ. Và tôi cảm thấy là tôi rất là vui bởi vì những cái công việc của tôi đã được một cái tình yêu lớn với cuộc đời tôi chia sẻ như vậy. Thỏ ơi, bây giờ con có làm chả không? Mẹ, con làm được không? Làm được. Con lại đây con làm phụ mẹ nè, mẹ vất vả quá nè. Cái này Thỏ làm tặng cho bà ngoại đó. Nè mẹ làm bên này cho Thỏ coi nè, Thỏ bắt chước mẹ nè. Đây. Giờ mẹ bỏ cho mẹ một miếng, bỏ cho Thỏ một miếng nha. Thỏ đeo bao tay vô đi. Thôi. Rồi. Dính dơ luôn. Dính dơ luôn. Nhưng mà không có ăn cái này nha, cái này cá còn sống nha. Đè ra. Đè. Đè ra. Đè ra. Dắt ra. Ê, 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 đừng có ăn. Đừng có ăn, cái này còn cá sống. Nè, con làm giống mẹ nè. Nè, cái này là Thỏ về Thỏ khoe nha. Bà ơi, Thỏ làm cái chả này đặc biệt tặng cho bà đó. Nha, con nhớ nói vậy nha. Lật cái này lên nè. Hai tay, cuốn vô, chặt vô. Chặt vô. Thỏ lật rồi, tinh 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 tiền. Tinh 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 tiền. Cái này đậy lại. Rồi cuốn luôn, cuốn chặt luôn, cuốn một vòng nữa. Wow, cuốn một vòng nữa, chặt luôn. Chặt luôn. Mẹ nó bị chặt xuống rồi nè. Mẹ giúp Thỏ nha. Cắt đùng đùng. Đùng cắt đùng 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 đùng. Đùng đùng đùng, cắt đùng 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 đùng. Rồi xong rồi rửa tay xà bông. Ai mà sung sướng mà vậy ngồi dựa mẹ nữa. Cái này
giống công chúa, sắp giống công chúa bạc bia rồi. Ba cái cái. Wow, đẹp quá đi. Ngày Tết thì phải dễ thương một chút, điệu một chút. Mà tôi rất là thích trẻ con làm những cái thứ mà điệu đà ở trên tóc, ở trên quần áo. Tôi thì tóc ngắn không bao giờ, tôi muôn đời không bao giờ được làm. Hồi nhỏ mặc dù tóc dài thì bố mẹ cũng không có thời gian để chăm sóc cuốn tóc cho tôi. Thì giờ tôi chỉ có một cái cô công chúa này thôi. Tóc nó rất là dài, mặt nó rất là đáng yêu. Hồi nãy thực ra tôi cũng thử thôi. Tôi cuốn lên và nó nhìn nó giống như là một cái bà già thu nhỏ lại. Tôi rất là yêu cái khoảnh khắc đó, rất là xinh. Baby ơi, cắm không? Bé ngoan cô mẹ ơi. Cho bé một cái nào mà. Cắm vô. Cắm vô đây hả? Cái cúc này cắm vô đây có hợp không? Không. Không rồi lấy ra ha. Mình cắm một bình khác ha, cúc không ha. Ai tới nhà? Ai á? Ông bà. Chào ông, chào bà. Đấy, bà không con? Yeah, bà mua bánh bứt cho cháu nè. Nè. Rồi để con trải luôn. Lại đang trải với bà nè. Ngon không? Nè, xuống đây ăn đi. À, ông bà ăn xong ông bà cho con về nhà ngoại chơi với anh ba. Một năm vừa qua mẹ rất vất vả. Thế nên cái quỹ thời gian của mẹ dành cho Thỏ ít hơn. Nhưng mà được cái là Thỏ lớn lên Thỏ cũng ngoan. Và có những ngày mẹ đi công tác xa gần nửa tháng mẹ không ở nhà với Thỏ. Thì Thỏ cũng ở nhà rất là ngoan với ông bà. Thì cái đó điều đó là cái điều mẹ rất là cảm ơn Thỏ. Và năm vừa qua là cái năm mà mẹ cũng tìm bắt đầu hình thành dần dần cái con đường của một người mẹ đơn thân, nuôi con, chăm sóc con. Và cái câu hỏi đấu tranh tư tưởng là tôi đặt con tôi trong cái trường hợp có bố là có thực ra có hợp lý hay không, hay là tôi nên tìm cho bé một người bố. Rồi con mời ông bà ăn mứt đi. Mời bà. Bà cảm ơn cháu. Bây giờ Thỏ lại đây, mẹ tháo cái cuốn tóc ra, mình chụp cả nhà, mình chụp một tấm đi. Ông qua đây luôn. Wow. Rồi, ông sát cái mặt vô đây nha. Yeah. Rồi, nhìn vô đây nha. Yeah, 1, 2. Chưa, để mẹ lùi lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3.